Đây cả nhà ơi, mấy đứa cô sang bàn làm cho Manet này. Học lớp mấy rồi cô? 5. Lớp 5 chưa trả. Còn cô thì sao, học lớp mấy? 8. Quá. Wow. 7. Lớp 7. Đây là cây lan của mấy đứa đi hái nha cả nhà nha. Đây, đây là Linh Xuân này. Đó. Cây này ở gần rải ruộng thôi mà vẫn còn cái to thế này các cả nhà. Đó. Bây giờ thì mấy cây giống này nhỏ nhỏ này mấy đứa cũng lấy hết luôn này. Đó. Nhạn này, trâu này, quế kiếm này. Đấy. Bây giờ thì chú sẽ lấy cho mấy đứa hết. Cái này tính cho 200 này. Chú sẽ bán lại cho cô bác chú chị. Mình lấy cái này chắc là để lại 250 cho mọi người thôi. Lấy còn đống hàng. Đấy, và hết cái này nữa. Sẽ để cho mấy đứa là 300 nhá. Ba anh em nhá. Đi buổi chiều được chưa? Đây, cầm tiền. Nhất cái nách. Đó, chút tiền này. 100 này. 200 này. Đấy, đủ 300 luôn nhá. Chú chả hay nhỉ, cầm trong tay đủ 300 luôn này mấy đứa này. Đó. Đó. Ok chưa? Mai lại đi tiếp nha. Nhưng mà leo cây nhỏ nhỏ thôi, đừng leo cây to nha mấy đứa. Với lại mấy cái giống giống thế này mấy đứa bỏ được thì bỏ nha. Đó, rồi. Đi thôi. Và cái này là mấy cây lan này. 509 bỏ. Lái vào là đây cả nhà. Cầm cù này. Và Manet bận rộn thế này cả nhà. Đó, còn nhiều lan lắm cả nhà ơi. Cô chú anh chị của mình ủng hộ Manet. Đơn nào cảm ơn tất cả mọi người nha. Đó, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nha.